tí là hành tồi lên cùng với ai luôn. Chào cô ba, bữa nay Suric. Suric đi đâu Rick? Đi cởi với con thú. Con thú à? Đua luôn không? Đua. Wow, rất là nhiều con các bạn ơi. Suric phải chọn một con phù hợp. Con này con gì đấy? Con này hả? Đấy. Con này là con Pikachu. Pikachu tiếp theo. Con ngựa. Con ngựa. Con voi. Con voi. Cuối cùng là con sư tử. Sư tử hả? Mặt dễ thương quá vậy. Về đây nữa là Rick. Đấy, về đây có con gì nè? Còn đâu con gì chú Rick? Em lên nè. À, con đâu em chọn? Đó, Rick chọn con nào? Con màu xanh đẹp kìa. Đó, con màu đỏ nè Rick. Hai con. Màu đỏ là con gì? Là con gì không biết luôn. Mà nó nặng quá. Rick đoán coi con gì? Con này con chó hả? Mạnh chó. Ở trong phim. Đấy, con nào giống con nào? Đây còn hai con là đấy. Nói chú coi con này lấy được không? Lấy được. Chú lấy được. Con nào mạnh mạnh nha chú. Rồi cùng lại hết. Ra. Con này con gì? Ôi, Suric chọn con chó. Rất là dễ thương. Suric đang đuổi theo con màu cam. Đua luôn đấy bạn ấy Rick. Chạy hết tốc lực cho Suric. Nhanh lên, tăng tốc độ đi. Quay ra đây cho ba đi với. Ôi, đừng có tông ba. Dừng lại ơi, dừng lại được không? Dừng lại. Dừng được không? Dừng chưa? Hay quá. Ba ngồi nữa được không? Được không Sonic? Được. Được luôn hả? Rồi đi. Trời ơi, giật nhanh quá. Thôi con này con báo dễ thương quá. Suric đang lái. Hay mà con mình đang chạy này Suric ơi. Nó trước. Cố gắng lên, đua với báo luôn. Mình đánh cái nó tao. Lần đầu tiên thấy báo thu chó. Ôi, mày dễ thương lắm này. Quay lại. Con gì con thiêu hay con gì á? Pikachu đuôi. Đuổi theo. Pikachu màu cam. Phải Pikachu không? Pikachu. Thôi đuổi vô đây kia luôn. Vô trong đây luôn. Cố gắng lên. Suric bỏ hai tay ra luôn. Xe chạy êm quá, quên con thú chứ. Oh,
Ồ, xú rích sao lái bằng chân vậy? Ồ, xe này chở dữ quá. Pikachu đẹp quá. Ô, bạn voi này chạy ghê quá. Chú Đích đang làm gì đó? Chưa? Mới mà. Đó. Đi coi, đi qua leo núi được không? Ồ. Con này có cún đúng không đấy? Con này có cún đúng không? Ồ, trong này chỗ này số đấy. Xe chạy lên, con heo con cún ở đấy, ô chạy leo lên dữ quá. Số rít bị dừng rồi các bạn ơi. Đó chính là hết giờ. Bấm mấy nút coi, nó đi nữa không? Con mấy con kia nó chạy lâu lắm mà. Con đã xuống rít đông. Vậy hả? Ô, số rít bị đứng im luôn rồi các bạn ơi. Bây giờ phải đẩy lại cho chú rít, đẩy lại cho chú ạ. Rồi đẩy lại lại. Kêu chú ơi, còn chạy được không? Hết giờ rồi hả? Có ngày chính xác hết rồi các bạn. Chào tạm biệt các bạn. Nếu các bạn thấy video này hay thì nhớ like ở dưới nha. Cuộc đua hút kết thúc rồi. Xô lít bây giờ. Ôi, giờ có con mấy con sư tử này. Con báo này đẹp lắm rít. Nè, con báo nữa nè. Lượt nữa không? Bố cho lượt nữa. Không ạ. Ngừng dạ vâng. Ôi con này con gì đấy? Ăn tí bớt đúng không? Đúng đấy. Thôi chào tạm biệt các bạn đi, Suric ơi, bye bye. Bye bye. Ô, buổi chiều ở đây rất là mát mẻ các bạn ơi. Vui chơi cho các bé. Thả diều quá trời.